Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Thì bánh bò có rất là nhiều cái công thức, cũng như là mình chia sẻ rất là nhiều món bánh bò. Và đôi lúc muốn ăn bánh bò nướng nhưng mà ngại không có lò nướng đó các bạn. Hôm nay mình có cái cách làm món bánh bò nướng chảo rất là hay và đặc biệt rất là ngon, chia sẻ cách làm đến cho các bạn nha. Thì cái công thức này sẽ mang lại cho mình một cái hương vị hoàn toàn mới lạ với cái món bánh bò này nha các bạn. Bánh rất là mềm, xốp và có rễ tre. Bánh cực kỳ là béo và rất là ngon. Thì với video này mình chia sẻ, mình hy vọng là các bạn sẽ hài lòng khi thưởng thức món bánh này. Cũng như là cái cách làm của mình, các bạn xem thấy hay thì hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào chuông để tiếp tục theo dõi mình nha. Bây giờ không để các bạn chờ lâu, mình cùng nhau làm món bánh bò này nha các bạn. Thì bên đây mình có một cái muỗng ăn canh và cái muỗng cà phê để mình lường bột. Thì đầu tiên là mình sẽ sử dụng một muỗng canh bột mì. Đây là bột mì đa dụng. Tiếp theo là một muỗng canh đường. Mình làm một muỗng dung nha các bạn. Rồi bây giờ là cái phần men nở. Đây là men nở khô. Mình sử dụng một muỗng cà phê. Đó, một muỗng cà phê dung như vậy. Tiếp theo là mình sẽ cho 2 muỗng ăn canh, đây là nước lọc bình thường. Tiếp theo là muỗng thứ 2. Rồi mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Và mình sẽ dùng cái dĩa mình đậy lại để cho cái phần men được kích hoạt nha các bạn. Mình để cho bột nghỉ khoảng là 5 đến 10 phút. Thực ra là cái phần men này của mình cũng không cần phải kích hoạt nha các bạn. Nhưng mà mình làm như vậy để chia sẻ đến cho các bạn, nếu các bạn không mua được cái loại men giống như mình. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào cái thao là 160g đường. Cái lượng đường như vậy là bánh của mình rất là vừa ăn. Công thức mình sẽ ghi dưới cái phần mô tả để cho các bạn tìm xem. Nửa muỗng cà phê muối cho có cái vị đậm đà. Một quả trứng gà như vậy là 50g mình sẽ cho vào cùng luôn nha các bạn. Sau đó là mình sẽ trộn đều. Lúc này mình sẽ cho vào đây là khoảng nửa muỗng cà phê nước cốt chanh. Mình vắt vào như vậy. Vì hôm nay mình hết cái hương vani rồi, nếu nhà các bạn còn hương vani thì mình cho vào, mình khỏi cho nước chanh ha. Thì mình sử dụng nước chanh để thay thế giúp cho cái phần trứng của mình không có mùi tanh. Bột năng mình sử dụng là 20g. Mình sẽ trộn đều bột năng giúp cho bánh của mình có cái độ hơi dai dai. Lúc này mình sẽ cho nước cốt dừa vào. Phần nước cốt dừa mình chuẩn bị là 400ml. Mình vừa cho vừa trộn bột nha. Thì cái cách làm này mình làm đến đâu chia sẻ đến đó cho các bạn. Và mình sẽ chia sẻ từ từ để cho các bạn xem và dễ hiểu. Đây là bột gạo nha. Đó, mình cứ cho vào và trộn đều lên. Bột gạo mình sử dụng là 250g. Vừa cho vừa trộn để cho bột được đều ha các bạn. Đó, mình cho cái lượng nước cốt dừa từ từ vào nè. Rồi mình trộn đều lên. Mình làm bánh như vậy thì bánh rất là béo và ngon. Thì mình sẽ cho hết là 250g bột gạo vào. Rồi trộn đều. Bánh bò này nè, mình chia sẻ rất là nhiều cái công thức và cách làm. Nhưng mà mình thấy ở cái công thức này bánh rất là mềm mịn. Và đặc biệt xốp, rễ tre có cái vị béo rất là ngon. Mình muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị và các bạn làm. Và hy vọng cô chú anh chị và các bạn sẽ yêu thích cái cách làm này của mình. Và làm để cho gia đình thưởng thức. Bột sau khi mình quậy đều thì lúc này mình sẽ cho cái phần men lúc nãy nè các bạn. Mình để cho men nghỉ đó. Mình sẽ cho hết vào ha.
thì mình ủ men như vậy để giúp cho bột bánh của mình kích hoạt tốt hơn. Để cho cái phần bánh bò của mình ngon hơn thì bên đây mình có chuẩn bị 100 ml nước dừa tươi. Đó, mình cho vào hết luôn nha các bạn. Nếu các bạn không thích thì mình có thể sử dụng hoàn toàn là 500 ml nước cốt dừa. Thì với cái lượng nước là nước cốt dừa mình sử dụng là 400 ml và 100 ml nước dừa tươi. Là tổng cộng cái phần chất lỏng là mình sử dụng là 500 ml. Rồi mình sẽ trộn đều và cho hết cái phần nước cốt dừa vào luôn nha. Để cho bột của mình được mịn hơn thì mình nên lược qua cái rây như vậy ha. Đó, những cái bột vón cục sẽ được lược lại nha các bạn. Thì bột sau khi mình lược qua rây thì được cái hỗn hợp bột mịn như thế này. Bây giờ mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm hoặc là cái nắp dung, mình đậy lại cho cái thau bột này nghỉ 1 tiếng đồng hồ nữa nha. Thì bột sau khi nghỉ được 1 tiếng đồng hồ, lúc này mình sẽ gỡ cái màng bọc thực phẩm ra. Thì cái dòng chảy của bột này như vậy nha các bạn, không có đặc sệt giống như là bánh bò hấp nha. Nhưng mà các bạn quậy một xíu thì cái bột của mình á, có những cái bọt li ti như vậy là bột của mình đã dậy. Rồi lúc này mình chuẩn bị một cái chảo nhỏ như vậy, là cái chảo này mình thường chiên bánh tay yến nè các bạn. Mình sẽ thoa mỏng một lớp dầu ăn hoặc là một lớp bơ ha. Ở đây mình quét một lớp bơ mỏng như vậy. Mình quét bơ cho thơm các bạn. Nếu mình không có bơ thì mình sử dụng một dầu ăn bình thường. Khi chảo của mình đã nóng chảo thì mình sẽ múc 1 giá rưỡi bột nha. Vì mình dùng cái giá này giá ăn canh, giá nhỏ. Đó, mình làm như vậy để cho cái trên cái dìa bánh mình có cái dìa nha các bạn. Đó, mình ép xuống như vậy nè. Tùy theo mình thích ăn bánh to hay bánh nhỏ mà mình đổ bột ha. Thì lúc này mình sẽ đậy nắp lại, mình mở lửa nhỏ nha. Đó, chừng 5 phút thôi các bạn. Thì cái bánh của mình dở lên mình thăm chừng nè. Có rễ tre như vậy. Nhưng mà mình đợi cho bánh của mình vàng thêm một xíu nữa mình sẽ lấy ra. Bánh lúc này vàng như vậy nè các bạn, cái dìa bánh các bạn thấy đã vàng ha. Lúc này rất là thơm nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái muỗng đó mình sẽ lấy bánh ra. Bánh của mình rất là mềm nên mình sẽ nhẹ nhàng và từ từ mình sẽ lấy những chiếc bánh ra. Làm món bánh này khâu lấy ra này không được vội vàng nha các bạn, mình cứ từ từ ha. Làm 1-2 cái đầu có thể là hơi bị dính một xíu. Nhưng mà những cái tiếp theo thì các bạn sẽ rất là dễ dàng lấy ra. Đây các bạn xem chiếc bánh của mình nè, có rất là nhiều rễ tre. Thì cũng tương tự y như lúc đầu mình cho bột vào. Nếu mà chảo của mình không có dính thì mình khỏi cần phải thoa dầu hoặc thoa bơ nữa. Mình cứ y như vậy mình làm thôi. Thì đổ bánh bò này nếu các bạn nhà có cái chảo sâu lòng á thì bánh bò của mình sẽ đẹp và ngon hơn nha. Cái chảo này của mình cũng không có mấy sâu lòng. Thì nãy giờ mình đổ được phân nửa đó các bạn, cái phần bột màu trắng. Thì còn lại phân nửa bột nè, mình sẽ cho vào đây là vài giọt cái màu xanh lá dứa. Đây là cái dạng nước không có vị đắng nha, để mình làm cho có cái màu xanh cho đẹp. Nếu các bạn không thích thì mình làm hoàn toàn là màu trắng nha. Thì đây là cái phần bột màu xanh nè, mình cũng tương tự y như cái phần màu trắng. Và cứ như vậy mình sẽ đổ cho hết cái phần bột còn lại nha. Thì bánh bò càng đổ về sau thì bánh của mình càng ngon. Cái độ dậy của bột đó các bạn, giúp cho bánh của mình sẽ bông cao hơn. Cuối cùng mình cũng đã làm xong 2 dĩa bánh. Thì với cái lượng bột này mình làm khoảng là 15 cái nha các bạn. Thì số lượng bánh tùy theo cái cách của mình đổ bột nữa nha các bạn, không có nhất thiết là phải giống mình ha. Thì lúc này mình sẽ xé một chiếc bánh ra cho các bạn xem. Bánh cầm lúc này rất là nhẹ luôn. Khi bánh nóng thì cái vành bánh sẽ giòn, khi nguội thì bánh sẽ mềm như vậy.
Đó, các bạn xem chiếc bánh của mình nè, rất là nhiều để che. Và cái cách làm bánh bò nướng chảo này vừa đẹp mà vừa ngon nữa. Rồi mình mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bánh có cái vị ngọt rất là vừa ăn, cực kỳ là béo. Và bánh mềm xốp, cái rễ che rất là ngon và lạ miệng các bạn. Đây là cái công thức mà mình thấy thành công nhất và cũng như là món bánh bò vừa lạ mà vừa ngon nhất luôn. Thì mình nướng cái mặt dưới vàng như vậy thôi. Nếu các bạn thích vàng hơn thì mình để vàng hơn xíu nữa. Khi còn nóng thì cái vành bánh sẽ giòn và rất là ngon. Còn nguội thì sẽ mềm xốp. Càng ăn thì càng thích đó các bạn. Bánh này quá nhiều rễ che luôn nha các bạn. Thì sau nhiều lần đúc kết từ những cái công thức làm món bánh bò thì mình thấy đây là cái công thức tuyệt vời nhất mình chia sẻ đến cho các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái cách làm này. Nếu video của mình các bạn xem thấy hay và hữu ích thì vui lòng đăng ký kênh, bấm vào chuông để tiếp tục theo dõi mình nha. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.